hôm nay thì nhờ ơn Chúa tôi cũng không có cái món quà gì cho các anh chị em trong đầu năm mới dương lịch, thì cũng gần âm lịch rồi, chỉ còn mười mấy ngày nữa phải không? Tôi Dạ, không biết đúng rồi. rõ, nhưng mà dù vậy thì đây là cũng là cái mùa mà cái mùa năm mới đây, đầu năm mới đây, đầu âm lịch hay là dương lịch cũng là năm mới hết. Cho nên tôi cũng muốn có những cái lời của Chúa để mà chia sẻ cho các anh chị em ở trong nhóm này, để cho chúng ta biết rằng mình là con cái của Chúa thì không có gì quý hơn là lời của Chúa. Và tôi cũng mong rằng các anh chị em, mỗi người mà mỗi một lần mình học lời Chúa đó, thì mình cũng nên thuộc một cái câu kinh thánh, để chi để nhiều, nhiều nhiều năm mà mình nhớ luôn, nó dùng lại thì nhiều lắm quý vị. Tôi biết rằng từ khi tôi tin Chúa đó bây giờ, tôi cũng thuộc rất nhiều câu kinh thánh. Và hôm nay thì tôi muốn cho quý vị cùng chung với tôi để mà học một câu kinh thánh, và chúng ta sẽ phân tích ở trong đó có điều gì mà dạy dỗ cho mình. Tức là trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Xin anh Phúc cũng dở ra đọc giùm đi. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Cảm Em ơn. nghe. Em thấy chưa? Như vậy, quý vị có quyển sách luật pháp chưa? Tức là có kinh thánh đó. Có người nào mà không có kinh thánh không? Dạ, người nào cũng có. Ai tin Chúa thì cũng có kinh thánh đó. Tại sao gọi là luật pháp? Vì đó là lời của Chúa. Để Chúa chỉ dẫn thì chúng ta biết cái gì nên làm, cái gì nên tránh, cái gì có tội, cái gì không tội. Phải không? Cho nên nếu mà không có gì hết thì chúng ta cũng không hiểu gì, không biết cái gì là xấu, cái gì là tốt, cái gì nên làm, cái gì nên tránh nữa. Cho nên mỗi người Dạ, tôi đều có phải dẫn ạ. có lời của Chúa và quyển sách luật pháp. Tại sao mình nói phải xa khỏi chớ xa miệng ngươi là như thế nào? Quyển sách thì nó ở nơi gần miệng mình, ở ngã mà sao mình nói chớ xa miệng ngươi? Như vậy thì có nghĩa gì? Áp Là lực mình phải đọc lời Chúa. lời Chúa. Dạ. Đó là chúng ta phải đọc. Đọc lời Chúa. Đọc nó chớ xa miệng Suy người. gẫm. Dạ. Gần hả ta? Làm theo. Mở miệng ra thì mình đã nhớ rồi. Thấy không? Vì bây giờ tôi cũng thuộc, tôi thuộc cái câu này từ lâu rồi. À, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì vậy người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Hôm nay thì chúng ta cảm ơn Chúa, mỗi người chúng ta đều có quyển luật pháp của Chúa, nhưng mà trong miệng và trong lòng của mình đã có thì chưa? Nếu ai chưa có thì hãy đọc đi, học thuộc đi, cái câu này là quý lắm đó, để nhắc nhở cho chúng ta. Câu kinh thánh mà Chúa nhắc nhở chúng ta ấy, mình chẳng những đọc thôi nhưng mà làm gì nữa? Suy Đọc thì phải gẫm, suy gẫm, suy làm theo, gẫm suy gẫm và làm theo. ngẫm nghĩ coi cái lời đó nói gì, phải không? Vậy chúng ta mỗi người đều Chúa cho có một quyển sách luật pháp hết. Con cái của Chúa thì ai cũng có hết, không phải ai cũng có đâu, mà tại mình có đọc hay không, mình có suy gẫm hay không, đó là cái quyền của mình. Chứ còn ai cũng có hết, người nào cũng có hết. Mà tại sao có người thì hiểu biết lời của Chúa rất nhiều, còn có người thì cũng không có biết gì hết? Đó là tại vì không có suy gẫm, không có đọc, cho nên không biết. Quý vị mua một quyển sách gì về
Thì có mở ra mà đọc thì mới biết cái quyển sách nó nói gì trong. Nếu mà mình mua một cái quyển sách mà người ta dạy mình nấu ăn hay là làm gì đó, thì mình cũng phải mở ra mình đọc mình mới biết cái quyển sách đó như thế nào chứ. Nếu mà mình không mở ra thì mình đâu biết dạy cái gì. Cũng vậy, lời của Chúa đã ban cho mỗi một con cái của Chúa hết, chứ không có riêng ai. Và nếu mà mình đọc lời của Chúa thì mình biết rằng cái quyển sách luật pháp này đó là lời của Chúa, lời Kinh Thánh nha. Đó. Và chúng ta phải đọc. Bây giờ đầu năm mới đó, thì chúng ta cho nên có một sự quyết định mới đi. Chúng ta biết rằng không phải là mỗi người đều làm theo lời Chúa. Bởi vì chúng ta không có làm theo lời Chúa, cho nên chúng ta nhiều khi không có được phước, mà mất phước của Chúa nữa, là tại mình không có làm theo. Đó. Nên chúng ta mỗi người đều có hết, lời của Chúa ai cũng có hết. Mà tại mình có học hay không, thì mình của mình. Cũng như Chúa cho nước uống đó, thì ai cũng có nước hết, người nào cũng dùng nước, người nào có. Mà nếu mà chúng ta khác mà không có là tại vì mình không uống. Chúa nói kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống, ta là nước hằng sống. Nên tại mình khác mà không đến cùng Chúa mà không uống thì mình cứ khác hoài. Nên Chúa dạy chúng ta, mình quý vị ơi, quý vị đầu năm mới này chúng ta cũng nên lập một cái giao ước với Chúa đi, là chúng ta sẽ đọc lời Chúa mỗi ngày. Amen. Suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện với Chúa, tương giao với Ngài, để chúng ta được gần gũi với Chúa và biết ý muốn của Chúa đối với chúng ta như thế nào. Thì nếu mình không có đọc lời Chúa thì mình cũng không hiểu ý muốn của Chúa muốn chúng ta làm gì nữa. Cho nên xin Chúa cho, để cho quý vị là con cái của Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay, thì chúng ta nên đặt quyết định với Chúa, giao ước. Năm nay con sẽ quyết định đọc lời Chúa mỗi ngày, cầu nguyện Chúa mỗi ngày, tương giao với Chúa mỗi ngày. Bởi vì nếu mình tương giao với Chúa, mình mới gần gũi với Chúa nhiều hơn. Cũng như mà nếu tôi không có nói chuyện với quý vị thì quý vị đâu có biết tôi, đâu có quen. Nhưng mà nói càng nói chuyện, càng giao thông với nhau lâu chừng nào thì chúng ta sẽ thấy cái tình thân nó quen, biết gần gũi nhiều. Mặc dù không thấy mặt ở xa, mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi nhà, mỗi người mỗi tỉnh, mỗi người mỗi tiểu bang. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có cái phương tiện ngày nay rất là phổ biến, là có cái điện thoại. Chúng ta chỉ cần dở ra để mà bấm số đúng của người bạn của mình muốn nói chuyện, mà chúng ta giao thông với nhau thì ở đâu cũng được hết. Tôi không cần đi đến từng nhà của quý vị, nhưng mà quý vị cũng không cần phải đến với tôi. Nhưng mà chúng ta có thể đến với nhau qua lời của Chúa ở trong cái điện thoại này. Cho nên chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì nhờ cái phương tiện này, chúng ta sẽ dùng cái phương tiện này để mà chúng ta học lời Chúa nè, chúng ta gần gũi với nhau nè, chúng ta cầu nguyện cho nhau nè, chúng ta thăm viếng, có khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người chưa biết Chúa cũng nhờ cái điện thoại. Và chúng ta cầu nguyện chữa lành cho anh em mình cũng nhờ cái điện thoại. Chúng ta thông tin thì cũng nhờ cái điện thoại, thấy không? Nó có ích là như vậy, cho nên chúng ta phải cảm ơn Chúa để dùng cái phương tiện này mà giúp ích cho đời sống của chúng ta. Và trong điện thoại này cũng có lời Chúa, có Kinh Thánh, trong có bài giảng, cũng có được thứ hết. Tôi cảm ơn Chúa. Lúc này thì 2 năm qua rồi, bị Covid thì tôi không có thể đi về Việt Nam để mà hầu việc Chúa. Tôi phải ở lại đây. Nhưng mà ngày nào thì tôi cũng có nhóm với ở bên Hội Thánh Thiên Ái ở tại Cà Mau đó. Ngày nào thì tôi cũng có nhóm với họ để
để mà cầu nguyện và để biết tình hình của hội thánh bên đó như thế nào. Bởi vì Chúa đã giao cho tôi công việc đó từ mười mấy năm qua rồi. Tôi đã mở mang và thành lập cái chỗ đó. Rồi giao cái đó cho một người con thuộc linh của tôi là mục sư Lý Lợi Bảo, với là Timothy của Paulo vậy đó. Thì Lý Lợi Bảo là Timothy của tôi, cho nên tôi giao cái công việc đó cho Lý Lợi Bảo. Và đó cũng là quê hương của Lý Lợi Bảo nữa. Và Lý Lợi Bảo bây giờ là người chăn dắt bầy viên của Chúa rất lớn ở đó. Và truyền giáo cũng mở mang ra rất là nhiều nơi bên đó. Cho nên tôi cảm ơn Chúa. Và mỗi ngày thì tôi cũng phải có biết thông tin ở bên đó như thế nào, tình trạng anh em ra sao. Tôi cảm ơn Chúa vì nhờ mỗi ngày tôi được trong sự cầu nguyện, cho nên tôi cũng biết đời sống tâm linh của mọi người. Rồi tôi cũng đã biết mặt của họ khi tôi còn bên đó, và bây giờ tôi cũng gặp trên có hình trên Zoom đó, thì tôi cũng đã thấy mặt mọi người và cũng đã cầu nguyện với họ, chia sẻ tâm tình với họ. Tôi rất cảm ơn Chúa. Chúng tôi thường giao thông mật thiết với nhau, cho nên ở bên này tôi làm gì thì bên đó họ cũng làm theo. Rồi cũng như hôm đám tang của con gái tôi, bởi vì con gái tôi cũng thường đi với tôi đi qua bên đó để mà ở hầu việc Chúa mỗi một kỳ, vậy là mấy tháng trời rồi mới về Mỹ. Rồi khi có khi tôi về đây thì con tôi ở lại để mà hầu việc Chúa bên đó. Mà bây giờ nó về đây, nó đã về, nó qua đời rồi, nó về với Chúa rồi. Thì ở bên này làm lễ tưởng niệm, thì ở bên đó họ cũng làm. Và họ cũng để hình, họ cũng làm, họ cũng cầu nguyện, họ cũng lời khen Chúa. Giống như bên này, tôi cảm ơn Chúa, đó là cái sự thông công với nhau. Và tôi cũng thường giúp đỡ anh chị em đời của Chúa. Và tôi có giúp được cái gì về tài chánh giúp định thì tôi cũng giúp hàng tháng cho họ, rồi không nhiều, nhưng mà để cho anh em cũng có giúp định để mà họ vui mừng, họ được nghĩ rằng có người ủng hộ, có người cầu nguyện, có người cầu thai để họ đi truyền giáo, họ đem nhiều linh hồn trở lại với Chúa. Đó là mục đích Chúa gọi tôi hầu việc Chúa như vậy, để cho nhiều người được cứu. Hiện nay thì một hội thánh lớn rõ ràng đều phát triển rất mau. Mỗi tuần đều qua cái Zoom, qua điện thoại, thì cũng có người tin Chúa, cũng có người được chữa lành, và cũng có người qua đời rồi họ cũng cử hành tang lễ, họ cũng làm đủ mọi thứ. Cho nên và mỗi đêm thì mỗi đêm hay là mỗi sáng thì đều có một thì tớ của Chúa chia sẻ lời Chúa cho họ. Đôi khi tôi cũng chia sẻ về cho hội thánh để cho anh em được gây dựng. Đó là cảm ơn Chúa, đó là lời của Chúa đó. Và là lời gì? Lời ở trong Kinh Thánh, là lời luật pháp đó. Luật pháp của Chúa là lời Kinh Thánh. Thì làm cho, và tôi cảm ơn Chúa vì tôi thấy cái sự tấn tới của con cái Chúa bên đó. Thì đến nỗi mấy đang thiếu nhi bây giờ họ cũng biết lời Chúa, rồi họ cũng biết đánh đàn để mà thờ phượng Chúa, họ hát thờ phượng tôn vinh Chúa mỗi ngày. Cho nên tôi cảm ơn Chúa về những cái việc mà Chúa làm. Tôi chỉ là cái đồ dùng trong tay của Chúa thôi, chứ tôi cũng có gì, việc là Chúa làm hết. Tôi chỉ là cái đồ dùng thôi, chứ không phải là tôi làm được gì đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi được dự phần, được Chúa dùng sử dụng tôi. Cũng như quý vị mà có sắm cái món đồ gì, cái chén ăn cơm, cái muỗng để múc canh, cái gì đó là để dùng cho mình đó. Thì cũng cảm ơn Chúa là tôi cũng giống như những cái vật đó vậy, được Chúa dùng thôi. Cũng như cái ché mà ở trong sách Văn đoạn 2 đó,
mà Chúa đi giữ lễ cưới rồi hết rượu rồi đổ nước trong mấy cái chén rồi chén để người ta đựng nước rửa chân thôi, nhưng mà Chúa biểu người ta đổ nước vào rồi quá thành rượu mà đem lại cho đám cưới đó, thì tôi cũng như là cái ché đó mà được Chúa sử dụng thôi, chứ tôi cũng không phải là cái gì hết, nhưng mà Chúa đã thi hành phép lạ ở trong cái ché đó, thì cái ché ta cũng được vinh dự lắm đó. Tôi cảm ơn Chúa, tôi cảm không làm gì hết nhưng mà tôi được hãnh diện, được vinh dự vì được Chúa sử dụng tôi. Tôi đã 100 tuổi rồi nhưng mà Chúa cũng cho tôi còn có thể chia sẻ lời Chúa. Và tôi cũng cảm ơn Chúa vì cũng được chia sẻ lời Chúa cho các con cái Chúa trong cái nhóm đời sống mới này. Đó là ơn của Chúa. Và tôi cũng cảm ơn Phúc và cô Kim thì cũng đã mời tôi để chia sẻ trong cái nhóm này. Thì tôi không có lời gì sâu nhiệm hay là cái gì mà tôi nói theo văn bản, nhưng mà điều gì Chúa đã ban cho tôi, cái điều gì mà Chúa đã cho tôi kinh nghiệm thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Rồi quý vị sẽ gần gũi thì sẽ thấy rằng cái đời sống mình theo Chúa sẽ có nhiều điều kỳ diệu lắm, mình chưa từng biết được. Trải qua cái đời sống tôi 100 năm, tôi theo Chúa cũng 86 năm, tức là hồi tôi 14 tuổi tôi theo Chúa rồi. Đến bây giờ thì tôi vẫn không bao giờ bỏ Chúa và vẫn còn đi trong con đường phục vụ Chúa. Tôi đã là người mục sư, vợ mục sư, đi học lời Chúa, đi truyền giáo ở trên cao nguyên, ở các hội thánh. Rồi bây giờ thì tôi đi qua Mỹ, là tôi cũng hồi tôi qua nước Mỹ này tôi cũng là 70 mấy tuổi rồi. Nhưng mà tôi nghĩ một thời gian thì Chúa lại sai tôi đi qua Malaysia năm tôi 83 tuổi. Cho đến bây giờ, giờ để mở hội thánh ở tại Việt Nam, trong cái thời kỳ cuối cùng của đời tôi không biết ngày nào tôi về với Chúa, nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn Chúa vì được dâng trọn đời của mình cho Chúa. Chứ tôi không có biết ngày nào là hưu, ngày nào là nghỉ ngơi. Ngày nào tôi còn sống thì tôi sẽ hầu việc Chúa ngày đó. Cho nên tôi cảm ơn Chúa. Và hôm nay thì xin chúng ta, mời xin anh chị em, chúng ta hãy đọc cái câu mà chúng ta vừa mới đọc ở trong Du Xê đoạn 1 câu 8 đó. Xin Chúa cho mỗi tuần thì anh chị em thuộc một câu thôi. Và nếu mà mỗi tuần đó thì anh Phúc có thể nhắc nhở để cho có ai thuộc ai để nhắc nhở cho anh em, vì cái điều đó có ích lắm. Để chúng ta học mỗi tuần một câu thì một năm mình cũng được 50 mấy câu rồi, phải không? Yeah. Và lời của Chúa đó, nó không có ai mà dù người ta có đốt cái kinh thánh đi nữa thì cũng không ai đốt được cái lời Chúa trong lòng của mình đó. Không có ai làm cái gì mà cho mình phôi pha lời của Chúa được. Cho nên chúng ta cần phải học vì lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Lời có quyền năng để biến đổi mọi người. Lời có quyền năng để mà cứu mọi người. Lời có quyền năng để mà chữa bệnh, mà làm ơn cho mọi người nữa quý vị ơi. Gọi là kinh thánh, chứ không phải là kinh gì nghe. Kinh thánh mà không phải, và chúng ta đọc để mà làm theo, chứ không phải là đọc để mà đọc. Đó, đọc để mà suy gẫm và làm theo. Cho nên quý vị muốn được có phước đầu năm thì quý vị có muốn phước không? Chắc ai cũng muốn hết, phải không? Ai cũng muốn có phước cả năm. Thì người ta thường chúc cái gì? Phước lộc thọ, phải không? Phước là gì? Cái gì cũng được may mắn, cũng được vui mừng, cũng được bình an, được khỏe mạnh, được đủ sự cần dùng, dư dật nữa, thấy không? Rồi cái lọc đó thì người ta nói có lọc ăn đó, có lọc đó thì có ăn hoài hoài à, không có bao giờ đói quý vị ơi, không bao giờ đói. Mình theo Chúa không bao giờ đói, không bao giờ khát đâu, cả vật chất mà lẫn tâm linh cũng vậy,
không phải là tâm linh mình no nhưng mà vật chất mình đói. Nhưng mà có khi vật chất mình no mà tâm linh mình đói cũng không được. Cho nên chúng ta cần phải no đủ tất cả. Và lời của Chúa là lời Kinh Thánh, là lời được pháp. Cho nên tôi khuyên quý vị dù như thế nào cũng cố gắng để mà học thuộc mỗi tuần một câu để làm hành trang cho cuộc đời của mình theo Chúa đó, để giúp ích cho mình đó quý vị ơi. Để không giúp ích cho ai đâu, giúp ích cho chính mình trước. Rồi mình có phước rồi mình mới có thể có để mà chia sẻ cho người khác được. Nếu mình không có thì lấy gì mà chia sẻ? Nếu tôi không có lời của Chúa thì tôi làm sao mà tôi chia sẻ cho ai được? Cho nên tôi đã học, tôi khuyên quý vị cũng nên học đi, nên học cho nhiều lời của Chúa. Và chúng ta để mà theo cái lời dạy đó, quyển sách được pháp này chớ xa miệng ngươi. Nghĩa là chúng ta nên tập nha, tập mỗi ngày, đọc một đoạn Kinh Thánh, rồi học mỗi tuần khi mình nhóm đại đến nè, thì mỗi tuần mình học thuộc lòng một câu. Thấy không? Còn mình đọc Kinh Thánh ở nhà đó, xin Chúa soi sáng dạy dỗ con, để cho con học lời của Chúa. Mình đọc những điều đã chép trong Kinh Thánh thì mình sẽ thấy thiền linh Chúa dạy dỗ cho mình, bắt chước gương người này hoặc tránh gương người kia ở trong Kinh Thánh. Những điều gì Chúa dạy, những điều gì Chúa khen, những điều gì Chúa trách thì chúng ta cũng biết hết. Nhờ mà chúng ta mỗi ngày đọc lời Chúa đó. Cho nên Chúa nói quyển sách thực pháp này chớ xa miệng người. Như vậy anh chị em muốn cho lời của Chúa không có xa miệng mình thì mỗi ngày chúng ta nên đọc và nên học thuộc lòng mỗi tuần một câu. Đúng không? Và khi đọc rồi thì làm gì? Ở trong đó nói hãy suy gẫm ngày và đêm. Chúng ta đọc không có xa miệng mình là phải đọc, rồi thì suy gẫm ngày và đêm. Nhiều khi mình đọc tới mình không nhớ, cho nên mình ở không đó thì cứ nhớ nhắc nhắc lại coi mình đã học cái gì, thì quý vị sẽ không bao giờ quên. Suy gẫm ngày và đêm, phải không? Lúc nào cũng vậy, nhớ thì cứ suy gẫm đời của Chúa. Mình suy gẫm đời của Chúa thì mình sẽ không có suy gẫm những điều mà vô ích, những điều mà tư tưởng xấu xa trong tâm trí của mình. Bởi vì mình đã mắc suy gẫm đời của Chúa rồi, cho nên không cần phải suy tính thiệt hơn những cái chuyện gì ở ngoài đời, mà mình chỉ suy gẫm đời của Chúa thôi. Thì suy gẫm luôn luôn, lúc nào cũng vậy. Cũng như hơi mình thở đó, có lúc nào mình nghĩ không? Lúc nào mình nói để tôi nghỉ thở 5 phút, 10 phút thì tôi thở lại không? Không có, tự nhiên thở hoài, phải không? Nếu mà mất thở ra là chết rồi đó. Xin Chúa ban phước cho để cho chúng ta cũng đọc lời của Chúa và suy gẫm lời của Chúa. Sự suy gẫm rất giúp ích cho chúng ta, để chúng ta hiểu biết cái câu đó dạy ta điều gì. Điều gì, điều này Chúa có đẹp lòng hay không? Điều này có nên làm hay không? Hay là điều này nên tránh? Thì giúp cho chúng ta suy gẫm ngày và đêm. Suy gẫm điều gì? Điều Chúa nói cẩn thận làm theo. Thấy không? Mình đọc, mình suy gẫm, rồi cẩn thận làm theo. Tại sao phải cẩn thận? Làm theo mọi điều đã chép ở trong, phải không? Chứ không phải làm theo cái gì khác. Thường thường thì mình hay làm theo người này, làm theo người kia, làm theo cái gì đó mình cũng không có ích đâu. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta khi tập lời của Chúa rồi sẽ suy gẫm, rồi nhất định phải làm theo. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình ít có cầu nguyện, phải không? Thì mình nhất định phải làm theo. Chúa nói hãy kêu cầu ta. Chúa nói hãy kêu cầu ta. Chúa bảo mà hãy kêu cầu ta. Chúa kêu mình nên phải kêu cầu ta, thì ta sẽ đáp lời cho.
Nếu mình không kêu cầu, làm sao Chúa đáp lời? Nếu mình không gõ cửa, thì làm sao Chúa mở? Và Chúa cũng gõ cửa lòng của chúng ta nữa. Và chúng ta có mở cửa lòng của mình để mà mời Chúa vào lòng mình hay không? Chúa nói này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người đó và ăn bữa tối với người. Đó là lời chúc phước. Chúa mời, Chúa gọi. Người ta cứ trước cứ mời, hãy kêu cầu ta, hãy xin đi, hãy nài xin đi, thì các con sẽ được. Chúa có bao nhiêu là của cải, dư vật quý báu, phước hạnh ở trên trời mà chúng ta không biết. Chúng ta đi tìm kiếm ở đâu đâu. Nhưng mà Chúa nói, hãy kêu cầu ta, thì ta sẽ trả lời cho các ngươi. Những việc lớn, việc khó, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn. Những việc lớn là việc gì? Việc mà mình không có thể nào mà làm được. Và việc khó không có ai có thể làm được, mà chỉ có Chúa làm thôi. Việc lớn, việc khó thì chỉ có Chúa làm. Cho nên khi chúng ta bế tắc, thì chúng ta chỉ có Chúa là đấng giúp đỡ và chúng ta có thể làm được những việc lớn và những việc khó. Tôi cảm ơn Chúa vì trong đời sống của tôi đã trải qua theo Chúa mấy chục năm, thì Chúa cũng đã dùng tôi để cũng làm những việc lớn và những việc khó. Và bây giờ tôi suy gẫm lại thì tôi thấy, ôi tại sao mà mình làm được cái việc đó trong khi mình hãy còn trẻ tuổi, mà mình làm được những việc lớn lao như vậy. Và tại sao mà mình được còn sống cho đến bây giờ và bình an vô sự, con cái mình cũng đông đúc, cũng được khỏe mạnh, cũng được đi trong đường lối Chúa, được Chúa chăm dắt. Chứ tôi quá chồng, từ tôi 45 tuổi mà tôi tới 11 đứa con. Chồng tôi chết thì tôi phải đi nuôi 8 đứa, bởi vì mới có 3 đứa có gia đình. Tôi phải nuôi 8 đứa. Cho đến bây giờ thì chúng nó lớn lên hết rồi. Đứa nào cũng có gia thất, đứa nào cũng có nhà cửa, cũng bình yên. Và có đứa cũng đi hầu việc Chúa, đi làm mục sư. Thì đó là cái ơn phước mà Chúa đã làm cho tôi. Chứ tôi cũng không có tài cán gì hết quý vị ơi. Dạ, tôi cũng không bao giờ quên lời của Chúa, không bao giờ quên học lời Chúa, không bao giờ tôi quên cầu nguyện cho con cái mình, cho hội thánh mình, cho những con cái Chúa, và cầu nguyện cho những anh em mà đã tin Chúa để cho họ được đứng vững. Dù tôi biết mặt hoặc là không, biết tên hoặc là không, thì tôi cũng cầu nguyện cho những ai mà đã đặt lòng tin nơi Chúa, thì xin Chúa giữ gìn họ, cho họ được nếm biết lời của Chúa là ngọt ngào, để cho họ được đứng vững trong Chúa và được lớn lên, được thành thành nhân tầm thước dốc dạc trọn vẹn. Và quý vị, con người mà đã lớn tuổi rồi mà mới tin nhận Chúa thì chẳng khác nào con trẻ mới sanh thôi. Thiêng liêng thì giống như một em bé mới sanh, thì cần phải được sữa, tức là lời của Chúa để mình nuôi dưỡng mình. Những cái lời dễ đó là như sữa vậy đó, chưa có ăn được cái thức ăn cứng, nghĩa là những cái sự cao sâu mầu nhiệm trong lời của Chúa thì mình chưa có thể hiểu biết được, bởi vì hay còn nhỏ hay còn đơn sơ thì không có thể nào hiểu biết được những việc lớn. Cho nên chúng ta phải nhờ lời Chúa để được lớn lên thôi, và chúng ta sẽ biết. Nên chúng ta nhớ lại nha, bây giờ mình miễn sách lực pháp của Chúa thì không có xa miệng mình, nghĩa là xin quý vị hãy lập giao ước với Chúa, kể từ nay, kể từ năm mới này thì con sẽ đọc lời của Chúa mỗi ngày, con gần gũi với Chúa, đọc lời cầu nguyện Chúa mỗi ngày, cầu cho mình, cầu cho gia đình mình, cho hội thánh mình, cho bà con mình, cho đàn nước mình, cho tất cả mọi sự. Chúng ta đều dùng lời cầu nguyện, cầu xin. Nếu chúng ta cầu nguyện đẹp lòng Chúa như vậy thì Chúa cũng sẽ nhận lời chúng ta.
Dạ, chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Cái lời đó có nói gì, có dạy dỗ gì cho chúng ta không? Thì mình áp dụng. Áp dụng nghĩa là gì? Là dùng cho mình á. Cũng như là mình mua đồ ăn về, mình nấu rồi thì mình ăn đi. Thì mình mới biết ngon hay là dở, mà mình mới no được. Chứ mình nấu rồi mà mình không ăn thì cũng không có no được. Dù mình nấu rất ngon mà nhưng mình phải ăn. Nghĩa là áp dụng. Áp dụng cũng như là mình áp dụng giống như quý vị mà đã bụng đó. Rồi quý vị thấy dầu, quý vị sức. Tại sao? Nó rằng dầu này sức nó nóng thì nó ấm bụng, nó không đau. Thì mình, nếu mà mình để thay dầu hoài thì mình có được hưởng cái gì không? Chúng ta phải lấy mà sức, thấy không? Để cho nó nóng, nóng cổ, nóng bụng đó. Thì đó là áp dụng là như vậy đó, là dùng đó. Áp dụng là dùng cho mình đó. Cái gì mình thấy trong Kinh Thánh mà Chúa dạy đó, thì mình nên áp dụng, nghĩa là mình dùng cho mình. Chứ đừng có áp dụng cho người khác. Áp dụng cho mình thôi. Người khác thì tự họ suy gẫm rồi họ cũng áp dụng. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta học lời của Chúa và áp dụng cho mình. Tức là dùng cho mình. Mình sẽ sử dụng cái điều đó để mà có ích giúp ích cho chính mình thôi. Để mới giúp ích cho mình, chính mình rồi mình có thể giúp cho người khác nữa. Cho mình chưa có thì không thể nào mà giúp cho người khác được. Cho nên quý vị ơi, chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta có trách nhiệm với gia đình, với con cái của mình, với những người xung quanh mình. Cho nên chúng ta phải dùng lời của Chúa áp dụng cho chính mình trước. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ, sẽ ban phát những cái phước hạnh đó cho người khác nữa. Đó là phải suy gẫm, cẩn thận làm theo đó. Cẩn thận làm theo đó là áp dụng đó. Áp dụng một cách cẩn thận chứ không phải là cẩu thả. Làm cái gì sẽ làm cho kỹ càng, làm cho sạch sẽ, cho gọn ghẽ. Đó là mình áp dụng lời của Chúa đó. Thì cũng vậy, cũng phải áp dụng một cách kỹ càng, không có nên coi thường. Áp dụng làm theo, cẩn thận làm theo đó là áp dụng. Làm theo mà phải cẩn thận đó, chứ không có làm theo một cách cầu thả, một cách hời hợt, một cách lấy có. Nhưng mà phải cẩn thận làm theo. Làm theo mọi điều đã chép ở trong. Trong gì? Trong cái cuốn sách Kinh Thánh nè. Trong luật pháp. Yeah. Trong luật pháp Chúa đó, trong lời của Chúa đó. Mọi điều đã chép ở trong Kinh Thánh, chứ không phải trong chép trong sách nào anh nghe. Phải chép trong thiền thuyết hay là ở trong cái gì mà sách của đời đó. Thì chúng ta không phải là áp dụng cái đó, nhưng mà phải áp dụng những lời đã chép ở trong Kinh Thánh. Và chúng ta là con cái Chúa, chỉ áp dụng những lời đã chép trong Kinh Thánh. Thì trong Kinh Thánh dạy chúng ta đủ cái phương cách và sống làm người như thế nào. Mà nếu chúng ta muốn học cách sống làm người trọn vẹn đó, thì mỗi ngày tôi khuyên quý vị á, nên đọc sách Châm Ngôn. Châm Ngôn nó có 31 đoạn. Thì mỗi ngày chúng ta đọc một đoạn và chúng ta suy gẫm, hay lắm. Chúa dạy và lời của Chúa cũng như là cách ngôn nó thì nhiều lắm, mà chúng ta nên áp dụng cái đó thì rất là tốt. Cho nên chúng ta học gì? Lời của Chúa, chớ xa miệng chúng ta, hãy suy gẫm ngày và đêm, thấy không? Học đọc rồi thì suy gẫm, rồi thì áp dụng, cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Cẩn thận làm theo hết thì mình mới được phước, được may mắn trên con đường mình, và mới được phước. Amen. Quý vị trong sửa soạn ăn Tết nè, mình ở bên bên Mỹ này, thì không biết quý vị có còn nhớ Tết Việt Nam mà phải lo lắng không? Tôi thấy chắc nhiều người Việt Nam mà cũng lo, cho nên chợ Tết họ cũng bán đủ thứ cái trời,
giống như bên Việt Nam dân khác gì đâu, cũng bông qua bánh mứt nè, đủ thứ hết. Thì họ cũng làm bánh tét, bánh ú gì, chả lụa gì họ làm, họ bán đầy hết trơn. Nghĩa là người ta cũng nhớ lại cái Tết truyền thống ở bên Việt Nam, đi thăm, đi chúc mừng với nhau. Và chúng ta cũng, rồi bên người người ngoại đó thì cái Tết Việt Nam đó họ kiêng cử đủ thứ đó. Họ cẩn thận lắm mà, họ sợ lắm mà. Như vậy, họ chỉ theo dị đoan, theo truyền thuyết, mà họ còn cẩn thận, họ còn áp dụng nè. Tết thì cử kiêng đủ thứ hết, thấy không? Rồi cử coi ngày, coi tháng, coi gì đủ thứ. Mùng 5, 14, 23, trong 3 ngày ấy thì đừng ra đi đường, thấy không? Rồi cử không cho quét nhà mà quét rác ra ngoài sân. Phải quét chạy vô thôi, dồn rác đằng kia. Nói là nếu mà quét ra của cải là mình năm nay nó ra hết, mình không có vô. Đó, đó là một cái thứ gì đó, nhưng mà người ta cũng sợ, người ta cũng cẩn thận. Có người cũng làm y vậy à. Không dám mà ai mà làm trái là họ la rầy lắm. Cho nên chúng ta đừng có kiêng cử lần. Quý vị làm áp dụng, làm theo lời của Chúa đi. Thì khỏi có cần lo sợ gì hết á. Khỏi có cần mua ăn trái cây ngũ quả gì hết á. Cầu vừa đủ xài hết cho nha. Quý vị có ai mua không? Tôi thấy bên này cũng có người xài, có người mua. Người Việt Nam á. Mà họ không tin Chúa đâu mua đó. Họ cũng kiếm trái cây cũng vậy đó. Để mở chân trong nhà làm cho họ đủ xài, đủ dùng. Không thiếu thốn, không phải những cái trái cây nó mình đã làm cho mình được cái gì. Nhưng mà người ta tính như vậy thì mình có lời của Chúa và Chúa biểu mình áp dụng lời Chúa thôi, chứ không biểu mình phải tin ba cái thứ đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận làm theo mọi lời đã chép ở trong. Vì nếu chúng ta không cẩn thận đó thì chúng ta không có được phước, không có được may mắn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận làm theo. Và mà cẩn thận làm theo gì? Thì lọc trên Kinh Thánh mỗi ngày thì chúng ta mới biết những gì ngày nay mình nên làm cái này, thì mình có làm là mình đã sai lầm thì mình phải nên sửa đổi, thấy không? Lời của Chúa cũng như là cái gương vậy đó, cái gương mà mình soi đó. Mỗi ngày chắc ai cũng có soi gương hết chứ, không ai mà không soi gương. Khi mình chải đầu, khi mình mặc quần, mặc áo, khi mình trang điểm, thì người nào cũng soi gương, đàn ông vậy, đàn bà cũng vậy. Coi cái đầu của mình chải có suôn sẻ chưa, cái mặt của mình có sạch sẽ hay là quần áo mình có tiêm tắc hay không. Thì mình cũng nhờ cái gương thôi. Thấy không? Cho nên chúng ta phải soi gương. Cũng như lời của Chúa là gương soi cho chúng ta. Để chúng ta thấy những cái sai trật của mình. Mà nếu mình không soi gương thì mình không thấy cái điều sai lầm của mình. Dạ, cho nên đó là mọi điều mà đã chép trong đó. Thì chúng ta phải suy gẫm, phải áp dụng, phải làm theo. Thì quý vị sẽ được phước. Quý vị ngày nay mình nên hứa nguyện với Chúa là con sẽ làm. Chúa ơi, xin Chúa cho con sẽ làm. Chúa giúp cho con. Mỗi ngày con được đọc lời Chúa, mỗi ngày con được cầu nguyện với Chúa. Mỗi ngày con được suy gẫm lời Chúa. Và mỗi ngày con cũng xin áp dụng lời của Chúa trong đời sống của con, để cho con sống đẹp lòng Chúa. Xin Thánh Linh giúp cho con, xin Thánh Linh ngự vào lòng của con. Mình xưng hết những tội lỗi, những yếu đuối, những gì của mình. Và mình phải mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng của mình để Chúa làm chủ, Chúa chiếm hữu trong lòng của mình. Thì những gì mình làm đó là Chúa khiến cho mình làm. Những gì mình nói ra là Chúa khiến cho mình nói ra, chứ không phải mình. Như ông Paulo nói rằng, tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Ông nói ông bị đóng đinh, ông bị chết rồi mà bây giờ ông sống đó. Không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Quý vị ơi, chúng ta nên mời Chúa Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta. Bởi vì khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài sống lại 40 ngày rồi Ngài thăng thiên đi về trời đó, thì Ngài nói rằng khi ta về trong nước của ta để sắm sẵn cho các người một chỗ, rồi Chúa sẽ gửi Thánh Linh xuống để mà ở với chúng ta đời đời. Chúa nói rằng ta không để các người mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các người. Nghĩa là Đức Thánh Linh xuống này, Ngài là Thần Linh, thì Ngài ở trong lòng của chúng ta được mỗi người. Còn Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài xuống thế gian, Ngài mang xác thịt thì Ngài ở với môn đồ, chứ không có ở trong lòng của họ được. Nhưng mà Đức Thánh Linh thì ở trong lòng của chúng ta, để Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta. Còn nếu chúng ta không để Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta thì ma quỷ nó sẽ ở trong lòng của chúng ta. Tại sao chúng ta làm những điều sai? Là vì ma quỷ nó ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta chưa biết Chúa thì ma quỷ nó chiếm hữu rồi, nó ở rồi. Và khi chúng ta nhận tin nhận Chúa thì xin mời Chúa hãy làm chủ, mà đuổi cái chủ ác đó đi, cái ma quỷ đó, phải đuổi ra khỏi nhà của chúng ta, để mà mời Đức Chúa Giêsu ngự vào lòng và làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải làm theo những gì mà chúng ta làm, xin Chúa giúp cho chúng ta làm theo đẹp ý Chúa. Đó là lời mà buổi sáng, buổi chiều hôm nay tôi không có gì nhiều để tặng cho quý vị. Cho nên món quà Tết của tôi đó là, không biết quý vị có thấy gì, có cái gì sai không? Xin quá Chúa tuyệt vời luôn. Dạ. Yeah. Xin cầu nguyện nhé. Dạ. Là Chúa con cảm tạ Ngài vì con được chia sẻ lời của Chúa với anh chị em con trong nhóm Đời Sống Mới. Vì chúng con thấy rằng họ chọn cái tên là Đời Sống Mới thì ước ao rằng họ, mọi người được trở nên mới hết Chúa ơi. Những sự cũ đã qua đi này, mọi sự đều trở nên mới, mọi đời sống của con cái Chúa đều là đời sống mới. Amen. Sống một cách mới, không như trước nữa. Có điều gì sai lầm ở trong đời sống của chúng con, xin Chúa con thay đổi để cho anh chị em chúng con đều trở nên có một đời sống mới. Chúng con ở trong cái nhóm Đời Sống Mới này luôn luôn được đổi mới trong lời ăn, tiếng nói, trong cách ở, trong cách cư xử, trong cách hành động, trong sự gũi với Chúa, hiểu biết Ngài, yêu mến Chúa. Xin Chúa cho anh chị em chúng con sẽ giữ lời của Chúa, đọc lời của Chúa trên môi miệng của mình. Như quyển Kinh Thánh này không có xa môi miệng của chúng con. Chúng con phải đọc và suy gẫm ngày và đêm. Và để chúng con cũng cẩn thận, nghĩa là từng ly từng tí, chúng con phải cẩn thận, phải áp dụng lời của Chúa vào đời sống của chúng con. Chúa ơi, Chúa đã cho chúng con được ơn của Ngài. Chúa nói rằng các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Rồi Chúa ơi, con cầu xin Chúa cho chúng con được trong sạch bởi lời của Ngài. Ngài sẽ gạn, Ngài sẽ làm cho nước trong lòng của chúng con được thánh khiết trọn vẹn, được trong sạch, để sống đẹp lòng Chúa luôn luôn, không chỗ trách được. Con cảm ơn Ngài. Cầu xin Chúa cho chúng con hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, đều vì có sự vinh hiển của Chúa mà làm mọi điều. Con cảm tạ anh cha. Cầu xin Chúa ở cùng anh chị em chúng con ở trong cái nhóm Đời Sống Mới này, để chúng con mỗi ngày càng đổi mới luôn luôn. Con cảm tạ anh Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
trọn đời.